Xin chào toàn thể các bạn, tôi là Trần Duy Ninh. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Cách đây 6 năm, thì khi tôi đang công tác trong quân đội, tôi rất muốn tìm hiểu những cái kiến thức về kinh doanh, bán hàng, về marketing để mình có thể bán được hàng nhiều hơn, để có thể từ đó kiếm thêm lợi nhuận hơn. Nhưng rất là khó khăn. Tôi đã tìm hiểu trên Google và YouTube. Nhưng thời điểm đó rất khó để có một kênh YouTube chia sẻ những kiến thức hay. Rồi thì rất khó để có được những cái khóa học online giúp tôi có thể có những kiến thức mà tôi mong muốn. Hàng ngày thì tôi đều dành ra một thời gian nhất định để tìm kiếm những thông tin đó. Và tôi trải qua vài tháng nhưng cũng chưa tìm kiếm được những cái thông tin cũng như là một kênh nào đó để chia sẻ những kiến thức hay. Thì tôi rất là suy sụp và nhiều khi tôi muốn từ bỏ cái ý định đó. Thì cuối cùng tôi đã tìm được một kênh YouTube của một người thầy của tôi, chia sẻ toàn bộ những kiến thức rất là hay về marketing, về bán hàng. Từ đó thì tôi áp dụng vào doanh nghiệp của mình và doanh thu bắt đầu tăng lên. Từ những cơ sở đó thì tôi tiếp tục đi học các lớp phát triển bản thân để phát triển cái khả năng tư duy, kiến thức, kỹ năng của mình lên một tầm cao mới. Và ngay ngày hôm qua thôi, tôi đã quyết định thành lập một cái kênh YouTube như này để chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho các bạn về những kiến thức marketing, bán hàng, phát triển bản thân, kinh doanh, để tôi có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Vì vậy, nếu các bạn thích những kiến thức đó thì các bạn hãy bấm đăng ký ngay và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của tôi nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.